Chuyện vô tiếp theo của tụi mình. Em hồi hộp. Sợ. Sợ. Đâu? Lên kế hoạch kết hôn. Kiểu cuộc sống mình sắp kết thúc rồi đó. Thì đúng. Cuộc sống lẫn thân của mình sắp kết thúc ở đây rồi mọi người ơi. Hẹn là 24 giờ giờ mới xong thử là mình kết hợp luôn. Thì không có nên như vậy. Tại sao? Tại vì từ cái thời gian mới quen nhau đến không, cái thời gian mới quen nhau là cái thời gian hạnh phúc nhất. Bước vô cái bước kết hôn là coi như là sau đó không là cái phần trăm tình cảm nó sẽ giảm, nhưng mà cái phần trăm của trách nhiệm nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà đây là thử yêu 24 giờ. Xin lỗi. Tại vì anh đang nghĩ là cứ thiệt á, cứ thiệt á. Nghiêm túc quá vậy? Nghiêm túc. Đi qua đây bàn với em, mình cứ okay nhau đi. Mình cứ... Tôi không tin luôn á, nãy giờ mình đang... Ê. Vậy mình vô thẳng vấn đề nha. Em muốn đám cưới ở đâu? Trong Việt Nam, ở Việt Nam. À, Việt Nam á hả? Anh nghĩ là cả hai. Cả hai. Tại vì thực sự mình tổ chức một nơi thôi thì sẽ có rất nhiều bạn tiếc nuối là không có tham gia được, hoặc là người ta không có bỏ thời gian đi. Dạ em biết rồi, em sẽ lên kế hoạch đám cưới cho mình. Ở Việt Nam em muốn đám cưới ở ngoài bãi biển. Vũng Tàu. Vũng Tàu. Gần mà. Thôi, ít nhất phải cho ra Phan Thiết chứ. Phan Thiết đẹp. Nhưng mà bây giờ ok, bây giờ cái chỗ ước mơ bãi biển. Anh có điều kiện chứ hả? Nếu có điều kiện thì... Tiền không phải vấn đề. Vấn đề là không có nhiều tiền. Mình cứ tổ chức đám cưới đi. Ừ. Mình coi bạn bè lì xì sao. Đúng không? Biển, một bãi biển đó, nhìn biển đó phải thật là trong xanh và trong bắt luôn nha. Ok. Thấy rất là đẹp và em thích hoa. Em thích là trang trí thiệt là nhiều hoa tươi. Trang trí là hoa, em thích là hoa màu trắng và hoa màu hồng lợt. Hoa thật bự nha, thật to nè. Một cái đám cưới ấm cúng, em thích có nhiều nến nữa. Nến ở ngoài bãi biển á. Tổ chức đám cưới Đài Loan thì chắc ở trung tâm thôi. Chỗ nào nó tiện mà đẹp là được. Mấy cái đồ mà coi phim kiếm hiệp á, mặc cái đồ đỏ đỏ gì á. À, kiểu đó là cổ trang rồi. Cổ trang hả? Ừ, không, đa số là áo cưới sare bình thường. Đúng rồi, sare bình thường, xong rồi em trai là vest thôi. Tại sao mình không đám cưới theo kiểu Đài Loan cổ trang? Ok, cưới luôn. Cưới luôn đi, nói nhiều quá. Nói nhiều quá. Bây giờ mình cưới thì mình phải gọi điện thoại mời bản thân đi đám cưới của mình đúng không? Tự nhiên ngại quá à. Nhưng mà mời sao? Em cũng ngại quá à. Nhưng mà thể lệ của chương trình là phải vậy. Thông báo cho người thân bạn bè biết là mình sắp sửa kết hôn. Tới giờ thì em hồi hộp. Đòi bạn anh em hồi hộp. Hồi hộp không? Thiệt luôn á. Sao mà thuyết phục được nhờ? Anh gọi nha. Để lát quay qua cho surprise. What's up? Hello. Hello, em đang làm gì ạ? Em đang bán tạp hóa chứ mà chơi chỉ tầm. Gì bán tạp hóa? Bước xạm đi. Quay qua cho em coi em đang đi ai? Quay qua cho anh coi. Đây, đây chị Tâm. Hello chị Tâm. Anh có một chuyện muốn nhờ em với chị Tâm. Là anh chắc sẽ tổ chức đám cưới bên Nha Trang. Thiệt, em đừng có nhìn anh thiệt. Anh sắp cưới rồi. Anh vừa cầu hôn người ta ok luôn. Tâm ơi, giữa tháng 6 anh Harry đám cưới mày thì hậu á. Đây nha. Đây, ok. Ok, tại vì anh cũng muốn xin lỗi hai em là tại vì đó giờ anh cũng có tình cảm với bạn này lâu rồi nhưng mà anh chưa có ra mắt tụi em. Anh hơi ngại tại vì anh cũng chơi thân với em nhưng mà mấy cái này anh chưa bao giờ nói. Anh thấy hơi có lỗi với em. Hơi tội hả? Hơi có lỗi. Bớt. Có con mặt được không? Bạn đẹp không? Bạn đẹp xuất sắc luôn á. Wow. Hello. Đây là Sĩ Thanh. Đây là Bin. Hello Bin, em biết chị không? Dạ, em thần tượng chị lắm.
Em không ngờ chị cưới người như Harry luôn á. Em ở nhà luôn nha. Anh ơi, Harry hay có tật xấu gì vậy em? Harry á chị. Hay quýnh người khác vô cớ. Chết rồi. Mấy người thân ở nhà, mấy người thân ở cái bên á. Mấy cái này em có thể bật mí sau khi anh lấy Thanh về nhà. Ok. Không, em ơi, chị với Harry vẫn chưa cưới, vẫn còn có thể quay đầu là bờ được. Harry cần tật xấu gì nữa không em? Cái hôn người đồng giới nữa. Không, ý của Vin là bình thường anh đi chơi thì anh chỉ đi chơi với trai thôi. Lý do tại sao anh đi chơi với trai không là vậy? Đúng không? Anh hôn người đồng giới đó mà. Là một sai lầm khi anh gọi cho em, ok? Em ơi, còn cái gì nữa không em? Còn cái gì nữa không? Đó, nói chung là hết rồi. Hai cái đó là, hai đó em nghĩ là đủ để không cưới rồi. Nhắn tin chửi cái nha. Không tin được. Wow, cái này mới đúng là nên. Các bạn ơi, những người mà chuẩn bị lấy nhau nên để cho chồng tương lai của mình gọi bạn thân và hỏi ra tật xấu của chồng tương lai mình, lòi ra một cái. Hôn người đồng giới hả? Hả? Wow, không tin được luôn á. Quýnh người vô cớ hả? À. Em biết. Em không tin được. Không phải. Tại vì thật sự anh ít khi nào chơi thân với ai đó. Nhiều khi anh đã chơi thân rồi thì anh sẽ rất là thân. Thì em có đủ thân với anh không? Anh đang kiềm chế đó. Anh đang kiềm chế đó. Tay hơi nắm đấm lại đó. Không phải. Cái vụ hôn người đồng giới là sao? Không, nói giỡn, nhìn mặt nó là biết nói xạo à. Thiệt. Thôi giờ thì em gọi cho bạn em ghé là gác, tạm gác cái chuyện đó. Em sẽ gọi thêm vài người để đính chính lại cái vấn đề này. Hello. Hello, làm gì đó? Ở nhà hả? Ủa, đi Nhật về rồi hả? Này, hôm nay gọi để thông báo một chuyện này nè. Ừ, sao? Không, định mời bà đi ăn đám cưới. Sao? Ngạc nhiên không nói lên lời à? Thế sao này tôi... Cái người này... Cái người này tôi mê từ lâu rồi. Rồi tôi giấu hết tất cả mọi người. Ai vậy? Cái... Ai vậy hả? Nhưng mà rảnh không có đi không? Làm giao phụ với tôi được không? Tôi tổ chức ngoài Nha Trang ngoài biển á. Được nha. Tuyệt vời hả? Tôi làm giao phụ cho cô nha. Ủa sao? Có rể phụ cho tôi không? Nhưng mà chú rể là ai? Chú rể là ai hả? Ừ, giới thiệu luôn cho bạn là chồng tương lai của tôi. Anh ấy là đây. Dạ. Hello. Xin chào. Bậy bạ, người ta để ý nhau từ lâu lắm rồi. Đám cưới nó có làm cái kiểu mà có ai không đồng ý với cuộc hôn nhân này cho tay lên đâu. Ủa tại sao vậy? Nhìn tôi, hai người tôi không đẹp đôi hả? Không sao, tại vì tôi có một cái ý nghĩ nhỏ là biết đâu mình cưới được chú rể. Cái gì? Cái gì? Trời, không tin được luôn á nha. Bà định là bạn thân cướp người yêu hả? Anh ơi, nguy hiểm quá à. Chứ em nghĩ là em gạch tên khách mời này ra khỏi danh sách nha. Thôi, bạn dễ thương mà. Không, ý là tính cách. Em không thích anh khen ai, bất kỳ người con gái nào khác ngoài em. Anh xin lỗi. Anh ơi, bây giờ hai bạn không chơi đến mặt tôi đi, tôi mới làm. Thôi, bạn nói là bạn giới bạn nói bạn dạy tôi những cái lạ trên đời này mà tôi chỉ biết là bạn dạy tôi. Tôi dạy bà cái gì lạ chứ. Làm sao? Em dạy gì vậy? Sao em không có dạy anh? Ủa? Bà nói gì? Hả? Làm sao? Anh hỏi bạn em đi, em không hiểu, em vẫn chưa hiểu bạn em hỏi nói gì luôn á. Mà sao cứ gấp vậy, cũng có bầu à? Nếu mà có bầu là nó bụng hay. Cưới vậy, nếu mà gấp là phải làm liền của tuần sau là mới là gấp thật sự. Đúng rồi, tại vì bà ốm á nên chắc lúc bà có bầu mà cũng không mập đâu.
bye bye. Bye bye. Xong rồi. Ây da, căng quá. Nhiều vấn đề lắm. Sao mình phải vậy? Giải quyết rất nhiều thứ. Giải quyết vấn gì là gì à? Sao? Anh muốn hỏi gì? Rồi, mình còn thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Cái đúng này vậy. Mình xử lý từ từ thôi, ok. Gia đình đóng cửa về bảo nhau đúng không? Sao vậy? Sao anh cười vậy kỳ vậy? Thôi. Sao cười nhếch mép như vậy vậy?